Ok, và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thầy Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Pokemon Unite nha anh em. Và nếu anh em nào thích thì để lại cho mình một like nha, cũng như một comment, nó sẽ động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Thì mình có một cái nhờ anh em, đó chính là mình có lập một cái fanpage mang tên là Thành EZ ở bên này. Anh em vào thì sẽ để lại cho mình một cái lượt like hoặc lượt thích, hoặc một lượt ha ha hoặc lượt tức giận, bất kỳ một cái gì anh em thích vào cái video đầu tiên của mình mang tên là Liên Quân phiên bản Pokemon nha. Mình đã ghim ở trên cái đầu trang rồi. Anh em ấn thích và có thể xem một chút, hoặc là có thể xem cả video để ủng hộ thêm cho mình nhá, để mình có thể được ký hợp đồng live stream với Facebook anh em ạ. Mình phải có được một cái lượt like cũng như lượt xem nó cố định. Rồi thì cái link của cái fanpage này mình sẽ để ở phía dưới nha anh em. Rồi, ok, chúng ta sẽ vào thôi. Hôm nay chiến gì đây? Hôm nay chúng ta sẽ vẫn là chơi Pokemon Unite. Tôi sẽ mai tôi nghĩ sẽ chơi con gì ha? Hay là tôi sẽ chơi Halloween sự kiện. Chết rồi, tôi định chơi cái sự kiện chơi cái rank anh em ạ. Thôi không sao, tôi chơi con này cũng được. Tôi sẽ chơi Greninja nha anh em. Greninja là cái con mà mình đánh có vẻ là tốt nhất và có thể là gánh kèo được anh em ạ. Ok, chúng ta sẽ let's go xem nên chơi cái kiểu gì. Nên chơi kiểu gì thì cho nó hợp lý nhỉ. Mình sẽ chơi kiểu gì cho nó hợp lý đây. Chúng ta sẽ có Snorlax, có Lucario, có Greninja, có Slowbro, Lucario, có Sylveon. Ôi, team này chuẩn chỉ nhỉ. Tôi sẽ đi Central ha. Nếu anh em thích thì tôi sẽ đi Central Arena. Thực ra là mình đi top sẽ hợp lý hơn ha. Ok, chúng ta sẽ vào game nha anh em. Và anh em đừng quên là sẽ để lại cho mình một like trong khi đợi nha. Đây, mình đã để lại một like này cho chính mình luôn. Thật ra mình sẽ để lại một cái lượt ha ha cho nó bỏ ghét. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu game thôi nào. Let's go Slowbro, Sylveon, Blissey, Greninja. Nói chung là nhiều thứ hay ho mà ta có thể là đánh được ở trong này lắm. Tôi sẽ đánh kiểu gì đây? Bên nó có Cluster, có cua đẻ, Caramoran, Sylveon, Venusaur và Pika, Pikachu. Tôi cần phải vòng ra sau để đánh những cái kẻ địch ở phía sau anh em ạ. Tôi được đi rừng không à? Có anh em ơi, tôi vẫn được đi rừng ha, may thế. Rồi vẫn kịp anh em ạ, vẫn kịp để cái này. Tưởng nó sẽ đánh cái ấy chứ, tưởng nó đánh sẽ dị nhở, thế tưởng nó sẽ đánh cái hình nhân của chúng tôi chứ, thế mà nó không đánh luôn. Dị thật sự luôn. Tí là bị ăn hút anh em ạ. Tí là tôi sẽ bị ăn hút ha. Nhờ nè, ok. Nói chung là team mình có thể xử lý tốt được với Lucario. Đi đánh ngáo là được, là sẽ trụ được lên ha. Lucario rất là trâu. Ok. Hai con chết luôn anh em ạ. Cái nổi gì đây? Mà hai con bị ngáo à? Đúng là hai con bị ngáo luôn. Tôi chưa biết làm thế nào. Con Lucario ngáo thật sự luôn anh em ạ. Nó chủ quan quá. Lùi về đi. Lùi về đi con gì? Vãi nồi luôn. Bây giờ mình thành nhà bảo kê con này à? Ảo ấy. Blissey lên, hỗ trợ tôi ha, ok. Đánh về tê này chứ, con Lucario không biết chơi. Con Blissey này biết chơi nè. Rất biết chơi luôn. Nhưng vấn đề là
con Lucario nó không biết chơi anh em ạ. Shuriken. Siêu biển á, tuổi gì? Tuổi gì em? Tao mình thành nó đỡ đòn vậy. Chạy đâu bạn ơi? Oh my god. Nice. Một mình cân tim luôn. Nó gọi là hoàn hảo à. Con ăn cái bãi đi em ơi. Người vào là chết mà cưng. Tuổi gì? Tốt kìa. Mình né hết được combo ha. Đỡ nào được cưng ơi. Mình tự nghĩ trận này sẽ thua nhanh lắm. Tôi nghĩ trận này thua nhanh lắm ấy. Là dã man luôn anh em ạ. Chúng ta đã hạ được bọn này rồi. Ok. Ăn nhanh cái này phát. Đừng vào đây. Tốt. Nice. Và nó chắc là chịu thua thôi anh em ạ. Tôi đoán là nó sẽ chịu thua thôi ha. Con này khỏe đấy. Con này khỏe đấy, nhưng mà mình giết luôn anh em ạ. Nó không cho không nói cơ hội để gọi là phản kháng luôn. Ủa? Đấm nhau đây, lại đấm nhau tiếp à? Hay thế nhỉ? Đánh bạn tao á? Đánh bạn tao á? Ok, hồi máu đi. Mấy con này đủ tuổi đâu. Mấy con này không đủ cơ hội tuổi để đánh mình anh em ơi. Tôi xin cục máu. Về đi. Tí mày ăn sao được. Tuổi gì cưng ơi. Tuổi gì, trời ơi. Nó phá nát rồi cả mấy cái trụ này rồi. Về ăn cái này cái nó sẽ bay lên đây trên anh em. Rồi, trận này dễ quá anh em ạ. Trận này dễ quá, chắc là tôi phải chơi 2 trận lắm. Đánh đấm như thế. Đánh nhau liên tục, giết người liên tục. Không thèm về luôn anh em ạ. Trước trận nào đến dễ như này à. Ok. Không có mình lên lại chết giờ. Ok. Chắc là lùi ha. Rồi, lùi về đi. Con xin con trứng cho nó biết chơi anh em ạ. Nó biết biết là mình Khá thông minh anh em ạ. Nice. trên kia có vẻ như là một mình cân 3 ha. Cái nồi gì đây? Cái gì đây bạn? Chạy đâu bạn ơi? Bạn chạy thế nào được? Bạn chạy thế nào được tôi? Tôi có tuyệt chiêu cuối mà. Tôi chỉ đi giết người anh em. Tập này tôi chỉ đi giết người. Tôi không làm gì. Chỉ có giết người. Ô, cua đá xuống đây thôi. Cua đá. Cua đá khỏe lắm anh em nha. Ok.
Oh my god. Nó sao nó xuống cái tên? Nó tất cay à? Nó cay mình hay sao nhỉ? Nó cứ thích xuống đây đấm nhau ạ. Trên thì đơn giản quá nhỉ. Đừng bao giờ vào kia anh em ha. Về đi bạn em. Mình vào mình bắn chết ngay. Tuổi gì? Oh, slow bro cũng đã chết anh em. Cuối cùng slow bro đã chết ha. Ừ, sao vào được? Tuổi gì? Gì bạn em? Không có kịp không? Chắc kịp không? Thế cũng được 50 cái à? Lùi ra, nó ở trong cái phòng. Nó ở trong cái phòng. Nó ở trong cái phòng anh em ơi. Hồi máu bạn ơi. Con này nó hồi máu chứ còn mấy con kia là không hồi được đâu. Hồi máu bạn đây. Hồi máu bạn đây, đúng rồi, ok. Giữa liệu rằng mình có một mình ăn được con này không nhỉ? Mình không chắc là mình có thể ăn được con này không. Cái nổ gì đấy? Định ăn á? Xem lại mặt hàng chưa bạn? Bạn định cướp á? Bạn cướp thế nào được tôi? Bạn cướp nào được tôi ha? Bạn cướp nào được tôi? Trời ơi, ôi nhưng mà sao mình không được đủ 50 cầu này? Tôi cũng bó tay chấm com luôn. Tôi sẽ phi từ trên xuống. Và thả vào đây. Quá đơn giản. Bây giờ hấp diêu thôi anh em. Hấp diêu thôi. Đúng rồi. Làm lẩu đó. Kệ đằng kia thôi anh em. Tôi không cần quan tâm lắm. Hay anh em thích về thì về. Về đấm thằng này cũng được. Đối phương thua rồi anh em. Không biết tôi giết được bao nhiêu mạng luôn. Ui 24 mạng. Oh my god. 21 và hỗ trợ tận 10 mạng anh em ạ. Đáng sợ, thật sự đáng sợ luôn đấy. Vai cờ lông bàn. Và mình sẽ là top 1 rồi anh em ơi, chắc cú luôn. Tôi sẽ để lại cho mỗi người một like ha. Trận nào cũng thế anh em ạ, dù cả đồng minh hay là mình hay là bất kỳ ai, tôi sẽ để lại cho tất cả mọi người một like nha. Và rồi thì chúng ta sẽ kêu nhé, xin chào lại anh em nha. Thì anh em nhớ vào like cái video này giúp mình nha. Rồi, và cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúng ta sẽ kết thúc thôi. Bye bye.